Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 8, học sinh của 59 trong tổng số 63 tỉnh thành tự trường học mới 2022-2023, trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng mùng 5 tháng 9. Theo đó, đa số học sinh các tỉnh thành sẽ tự trường từ sáng nay, trong khi học sinh các tỉnh Bắc Giang, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh tự trường ngày 30 tháng 8. Theo khung kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian tự trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tự trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tự trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Đây cũng là năm học đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên cả nước với lớp 3, lớp 7, lớp 10. Hai năm học trước đó, Bộ đã triển khai chương trình mới với lớp 1, lớp 2 và lớp 6.